Bây giờ mình sẽ vào trong các tính năng của nó và xem các tính năng của nó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ vào trong tính năng của cái phần mềm AZ Skin này. Đấy. Và lúc nãy mình đã vào trong cái này rồi. Bây giờ mình cứ quay trở lại này. Đấy, lúc nãy mình đã quay bằng cái bộ phần mềm này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tắt đi. Đây này, đây là bộ phần mềm AZ Skinner. Đấy, nó cho mình đánh giá này. Thì trong cái phần mềm này ấy, nó sẽ có chức năng như sau. Các bạn chờ nó một tí, nó đang xác minh cái gì. Đấy, nó có ở phần Control Option. Thì nó sẽ là mục cài đặt. Đây là mục cài đặt này. Đây là mục chứa cái video. Và đây là chứa cái hình ảnh của các bạn. Cái logo này nó hơi to một chút. Đấy, trong này nó ở mục, đây là mục Advanced thì các bạn có thể chọn, hoặc là chọn chế độ default mặc định. Và ở frame của nó, được chưa? Resolution đấy, được chưa? Resolution. Thì ở mục này ấy thì nó sẽ hỗ trợ với các bạn màn hình độ phân giải tối đa, có nghĩa là màn hình của mình ấy có thể là quay được ở định dạng là 2560 x 1440, có nghĩa là định dạng 2K, phải không ạ? 2K. 1920 x 1080 hoặc là 1280 x 720 thì nó đều quay được, và nó quay ở định dạng thấp nhất là 426, hoặc là các bạn sẽ chọn mặc định, các bạn tùy các bạn chọn tỷ lệ như nào cũng được. Đấy, nó rất là hay ở chỗ đó. Đấy, 1280 phải không ạ? Đây này, và 1280 x 720, 1920 x 1080 và 2560 x 1440. Đấy là định dạng 2K phải không ạ? Ở mức bao nhiêu frame? Có nó hỗ trợ với các bạn là 24, 25, 30, 48, 50 và 60 frame. Được dạ 60 frame. Thì các bạn chú ý này, cái tốc độ frame của nó càng cao thì nó cái hình ảnh nó càng sắc nét. Được dạ. Cái hình ảnh nó càng sắc nét. Chất lượng hình ảnh ấy càng sắc nét. Ví dụ như tôi đặt là 1280 x 720 ở định dạng HD. Được dạ. Hoặc là tôi đặt ở định dạng 1920 x 1080, tôi đặt frame là 60 frame thì nó sẽ nét hơn cái định dạng là 2560 x 1440. Với định dạng là 25 frame. Đấy, như thế này thì 1950 x 1080 nó sẽ nét hơn, bởi vì nó chạy ở tốc độ là 60 frame. Frame có nghĩa là như thế nào mình sẽ nói này. Frame có nghĩa là 60 frame, 60 fps phải không ạ? Có nghĩa là trong cùng 1 giây thì nó sẽ chụp 60 lần độ phân giải 1920 x 1080. Có nghĩa là 1920 là cái chiều ở bên trên, ở bên ví dụ như một chiều 1920 và chiều 1080, cái chiều đó nó sẽ chụp một giây nó sẽ chụp 60 khung hình như thế. Một giây nó sẽ chụp 60 khung hình như thế, có nghĩa là một giây nó sẽ chụp là 1920 x 1080, trong vòng 1 giây nó chụp 60 lần như thế. Bây giờ 60 hình. Dạ. Còn 50 thế nó sẽ là 50 và 48 nó sẽ 48, 25 nó sẽ 25. Dạ. Thì thường ấy thì nếu mà cái chất lượng hình ảnh mà nó chụp 60 frame, bây giờ 60 hình ấy thì chất lượng của nó sẽ nét hơn, dung lượng nó cao hơn, dung lượng nó sẽ cao hơn mọi người ạ, và máy của các bạn tải sẽ nặng hơn. Đấy giờ thường mình sẽ để 1280 x 720 cũng được, còn 1920 x 1080. Bây giờ đấy, các bạn lưu ý nha, cái độ phân giải này tùy thuộc cái chất lượng cái máy của bạn hỗ trợ độ phân giải tối đa bao nhiêu thì bấm vào đây nó sẽ có. Đây là nó chỉ 1280 x 720 thôi, được chưa? Thì sorry, mình chỉ chạy ở chế độ 1280 x 720, còn tối đa nó sẽ 256 x 1440 đó. Được chưa? Đấy, nó rất là hay cái đó. 60 frame mình thường đặt là 30 frame. Rồi 60 frame thì nó rất là nặng. Được chưa? Máy mình vẫn chạy được nha các bạn, nhưng mà mình không thích. Cái bit dây này cũng thế. Cái bit này càng cao thì chất lượng hình ảnh nó càng nét nhá. Auto, cái đây là cái chế độ ví dụ như lắc gì xoay, được ạ, xoay đó. Được ạ. Ở đây là cái độ tua, có speed video, có độ tua nhanh, cái time lapse của nó, có tua nhanh của cái đoạn video. Các bạn muốn tua nhanh, tua chậm, slow motion. Đấy. Còn ở dưới này là có quay ở chế độ là có add cái mic recorder của cái audio vào không, thì ở đây là có, nó sẽ sử dụng cái Google Now, Showtech logo. thì các bạn có thể chèn một cái logo email, một logo vào đó. Ví dụ như tôi logo ở đây là tôi sẽ cho bao nhiêu %, đấy nó sẽ nhỏ lại. Và tôi không muốn logo to, tôi muốn logo để quảng bá thương hiệu ấy, để stream ấy. Thực ra mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách sử dụng cái điện thoại này kiếm khoảng 20 đô một ngày, rất là đơn giản. Mình sẽ làm video sau, chỉ với công cụ stream này thôi. Đấy, stream. Và nếu các bạn có video, ví dụ như các bạn có thể lập tức là quay video này và không cần chỉnh sửa, thì các bạn sẽ chèn cái logo này vào, được chưa? Logo này, logo thương hiệu của chúng ta sẽ bao đến có một cái logo khác và chúng ta sẽ chèn logo, nó sẽ có logo ở đây. Khi xuất ra, khi quay video xong này, nó sẽ tự động có cái video và nó có logo ở đây, nó rất là hay. Các bạn không cần phải lấy vào phần mềm hay chỉnh editor để chỉnh thêm logo vào. Đấy, nó rất là tiện ích ở chỗ đó. Thường là để nhỏ nhỏ thôi, to quá thì nó xấu quá, to như này nó xấu quá, thì mình sẽ chỉnh nhỏ nhỏ như này được, 8 là được. Đấy, đây là chọn logo này, tắt logo này, mở logo này, đấy, thấy chưa? Đấy, show camera, nó có thể hiện camera luôn đó các bạn. Đây này, nó cũng camera thì các bạn cần phải có phí là 65 đồng. Các bạn có thể thanh toán qua tài khoản Bit. Đấy, mình không muốn update, có nghĩa là nó sẽ hiện cả cái camera quay video, cả có cả camera luôn đó. Đấy, feature box, còn là kiểu như cái tính năng chạm ấy. Top chat, thời gian recorder này, cái này không cần được, cái này tùy các bạn xoay khải cái 30 giây, khi các bạn chạy nó lập tức 30 giây. ADS là quảng cáo, kệ nó. Đấy, hoặc nó sẽ lưu ở một thư mục nào thì các bạn chọn thư mục lưu được. Đấy là bộ phần mềm rất là hay Hoàng ạ. Đấy, nó rất là bá đạo là ở chỗ đó, nó có khả năng là nó chỉnh sửa được luôn các bạn ạ. Quay xong nó có thể chỉnh sửa được luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, open, cái mục này là mục chứa này, lúc nãy mình đã quay này. Đấy, đây là cái mục chụp màn hình này, nó sẽ capture lại cái màn hình của các bạn này, thấy chưa? Nó capture lại cái màn hình của bạn này. Đấy, cái logo này các bạn có thể di chuyển đi màn hình bất cứ ở chỗ nào, bất cứ màn hình ở chỗ nào. Đấy, các bạn sẽ di chuyển đi bất cứ màn hình ở chỗ nào. Ví dụ như bây giờ mình quay thử thì các bạn sẽ chọn cái mặc định là bao nhiêu, 1280 hoặc là 30 frame. Thì mình bây giờ mình sẽ chạy với các bạn này. Đấy, bấm vào đây thì bạn chỉ cần kích vào đây, start. Đấy, nó sẽ chạy. Nó không có âm thanh bởi vì nó không có mic, bởi vì mic của mình ấy, cái audio của mình ấy đang chạy ở trên cái phần mềm quay phim màn hình thứ hai của mình để quay cái màn hình này, được chưa? Hiện tại nó bị tắt âm thanh nhưng mà nó vẫn quay rồi, nhưng mà nó không có âm thanh thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó hoạt động rất mượt mà. Các bạn có thể chờ like một cái tựa gaming nào, được chưa? Mình sẽ vào trong cái con mèo này, Talking này. Đấy, chúng ta có thể quay một đoạn video như này. Lập tức bây giờ nó đang quay cái video ở trên màn hình của mình. Đóng đi, quảng cáo đâu mà. Đoạn này có quảng cáo nhiều thế nhờ. Ủng hộ cho Thiên Đội Hội. Đấy, thấy chưa? Rất là hay phải không? Các bạn có thể quay như thế này, lập tức là các bạn một tí các bạn úp video lên hoặc là lưu trữ lại video, rất là hay. Tắm cho đá, được chưa? Để nó đang đái, kệ nó đái. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Bây giờ tắm nha. Đó. Được chưa? Đến giờ đi ngủ rồi. Đấy, đây. Rồi, ok, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn tắt ấy, các bạn sẽ tắt như nào? Các bạn tắt đây, các bạn chỉ cần đây là nút dừng này, rồi đây nó sẽ dừng này. Và lập tức các bạn muốn chạy lại này thì nó sẽ chạy lại, và muốn stop này nó sẽ dừng hẳn. Đấy, dừng hẳn và nó sẽ có một cái video như này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Do cái âm thanh của mình bị tắt cho nên nó bị như này thôi. Đấy, đây là một bộ phần mềm rất là hay. Và các bạn cũng có thể tham khảo một số phần mềm khác, được chưa? Rồi ok, chào các bạn, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Rồi ok, chào các bạn, và đây là cái bộ phần mềm đó, được chưa? Đây là bộ phần mềm đó, và nếu các bạn trong rồi nó có các mục cài đặt này. Ví dụ như ở đây là mục setting và mục này là mục chứa video. Được chưa? Đây là mục setting, nó có các độ phân giải tối đa. Các bạn có thể chọn độ phân giải, ví dụ như độ phân giải tối đa của nó, của màn hình của mình là 2560x1440. Được chưa? Và các bạn cũng có thể chọn 720p cũng được rồi, 280x720 vào. Các bạn có thể chọn mức là 30 frame. 30 frame, hoặc là các bạn cái bitrate của nó, các bạn có thể chọn là bitrate của nó là 5, hoặc là các bạn để chế độ là cái này càng cao thì chất lượng nó càng nét nha. Đấy, có độ xoay của bạn, có auto. Các bạn cũng có thể chèn một cái logo nào vào đó để tạo thương hiệu riêng cho mình, được chưa? Đây, thu nhỏ logo các thứ, được chưa? Thu nhỏ to nhỏ logo các thứ. Đấy, tạo logo rất là hay. Camera thì các bạn cần phải có phí rồi bạn mới chạy được, được chưa? Camera phải có phí mới chạy được. Đấy, đây là bộ phần mềm rất là hay các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó ở dưới này nó có các chức năng rất hay, và nó tự động chạy 3 giây. Để 3 giây khi các bạn bấm start đây, sau 3 giây nó sẽ là chạy. Và các bạn lưu trữ thu mục, các bạn phải lưu trữ ở một thu mục nào đó tùy các bạn, tùy lựa chọn. Mặc định của nó sẽ là ở trong cái ổ bên trong của bạn, có ổ một nhớ máy ấy, được chưa? Đấy, vì mua ADS có là bỏ qua quảng cáo nhé. Nếu bạn muốn bỏ qua quảng cáo thì mua ADS là phải mất phí, có quảng cáo ở ứng dụng đây, được chưa? Đây là màn một chạm này. Đấy, nó có rất nhiều cái, nó rất là hay. Cái này là thời gian speed video. Speed video có nên như nào? Có là để video chạy nhanh, để video chạy chậm, được chưa? Chạy nhanh hay chạy chậm thì các bạn. Đấy, đó, đây là bộ phần mềm được coi là quay rất là hay. Đây là nó cũng có thể là hỗ trợ với các bạn quay cả cái gọi video, được chưa? Có gọi điện thoại ấy, thì các bạn cũng có thể quay. Đấy, đây là mục chứa video. Đấy, và tháo ra, bây giờ các bạn chỉ cần bấm vào đây và kích vào đây, record một cái nó sẽ chạy. Đấy, nó rất là hay, nó không có cái gì là phải băn khoăn cả. Và mình sẽ nói với các bạn về cái độ phân giải này một chút. Độ phân giải này là như thế nào? Có nghĩa là ví dụ như độ phân giải tối đa của cái máy mình là 2560x1440, là máy mình có thể hỗ trợ với các bạn hạn độ phân giải 2K. Điện thoại của mình ấy có hỗ trợ độ phân giải 2K thì nó sẽ lên mức tối đa. Các bạn có được phân giải, các bạn hỗ trợ 1920x1080 thì nó sẽ hỗ trợ là lên 1920x1080. Còn 720 thì nó sẽ là 1280x720. Để trả và các điện thoại thấp hơn nó sẽ thấp hơn. Đấy, cái mức này ấy, các bạn chọn càng cao thì chất lượng hình ảnh nó càng to, được chưa? Được chưa? Còn độ nét của nó, còn ở dưới này là chế độ frame. Thường ấy, chất lượng mình sẽ để là 720, 280x720 thì nó chất lượng nó cũng vừa nét, khá nét, và chạy nó cũng ổn định, nó không bị nặng máy, được chưa? Còn cái phim rate này có nghĩa là cái tốc độ khung hình của nó sẽ là 330 frame. 30 frame, cái frame này càng cao thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ càng nét và cái dung lượng của nó sẽ càng cao, được chưa? Ví dụ như ở mức là 60 frame thì nó sẽ 60 frame ở mức 1280x720 thì cái 60 frame này đó nó có nghĩa là 1 giây nó sẽ chụp được 60 lần của 60. Có nghĩa là 60 lần của cái 1280x720, được chưa? Có nghĩa là một giây nó sẽ chạy 60 khung hình của 1280 x 720. Đấy, được chưa? Ở mức 30 frame thì nó sẽ chạy 30 frame trong vòng 1 giây. Có nghĩa là nó sẽ chụp cái hình nó rất nhanh, được chưa? 1 giây nhá các bạn, không phải 1 phút nha. 1 giây nó sẽ chụp 60 frame. Được chưa? Nếu các bạn đặt ở 60 frame và 1 phút thì các bạn sẽ nhân 60, 1 phút các bạn sẽ nhân là 1 phút thì nó sẽ là 60. 60 giây các bạn nhân 60 thì các bạn sẽ ra frame trong vòng 1 phút nó sẽ chụp bao nhiêu. Có nghĩa là các bạn nhân 60 nhân 60 thì nó sẽ ra bao nhiêu khung hình. Được chưa? Và mỗi khung hình 1280 x 720. Cái khung hình đó máy chụp một khung hình nó vào bao nhiêu KB và vào bao nhiêu mê. Được chưa? Vào bao nhiêu mê thì các bạn sẽ nhân lên thì nó sẽ ra số mê của cái đoạn video mà nó quay được trong vòng 60 giây. Được chưa? Hoặc là quay trong vòng 1 giây. Được chưa? Các bạn có biết tại sao những máy có độ phân giải cao thì cái mê của nó càng cao là các bạn cũng đã biết rồi đấy, là cái khung hình, tỷ lệ khung hình của nó rộng và cái chất lượng ảnh của nó, chất lượng ảnh bitrate của nó, cái frame của nó càng cao thì cái chất lượng ảnh nó càng nét và cái dung lượng của nó sẽ sao? Cái dung lượng của nó sẽ cao hơn. Đấy, đây là lý do thôi. Đấy. Đó, cho nên các bạn quay càng cao, khi các bạn là livestream hay là khi bạn quay video ấy, thì nó sẽ nặng máy và các bạn khiên lên về 25 hoặc 30 frame như thế này là được, là quá đủ rồi, được chưa? Thực ra nếu mà so sánh chất lượng 1920 x 1080 với chất lượng là 60 frame thì nó sẽ nét hơn chất lượng 2K 2560 x 1440 và 25 frame 2560 x 1440 25 frame nó sẽ làm sao, nó sẽ thấp hơn, độ phân giải nó sẽ không bao giờ nét được với độ phân giải là 1920 x 1080 ở mức 60 frame, được chưa? Nhưng cái độ phân giải 2K này nó sẽ rộng hơn không có nghĩa là nó sẽ nét hơn. Nếu mà cái frame của nó thấp thì nó vẫn chỉ là cái độ phân giải nó hỗ trợ với các bạn độ phân giải 2K nhưng mà nó sẽ không nét bằng cái 1920 x 1080 ở mức là 60 frame. Các bạn hiểu chưa? Đấy, bởi vì nó chụp càng cao càng nhiều mà, được chưa? Nó chụp càng nhiều bừng, nhiều hình ghép lại thì nó sẽ càng nét. Độ nét của nó sẽ 1920 nó sẽ hơn 1920 x 1080 60 frame, nó sẽ hơn 1260 x 1440 ở mức 25 hoặc 30 frame. Được chưa? Nhưng mà bây giờ thì các bạn ấy chạy 25 đến 30 frame là được rồi, nó chạy khá tốt, được chưa? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách livestream ở trên điện thoại của các bạn để cho các bạn có một cái trải nghiệm tốt nhất để chúng ta chia sẻ những đoạn video hay là hình ảnh hay là một cái gì đó ở trên cái màn hình này, chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, YouTube để đơn giản nhất. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm livestream. Và đến bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau. Bye bye các bạn. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình ở dưới phần cái đất cấp sử của mình để có hỗ trợ và tốt nhất. Và các bạn cũng có thể mua một điện thoại để có độ phân giải tốt, hỗ trợ tối đa để quay video như tuyệt vời như cái của mình này. Để dạ, rất là hay. Goodbye, bye bye. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và các bạn đã xem đây là cái màn hình điện thoại của mình. Và cái màn hình điện thoại của mình ấy, hiện tại thì mình sẽ quay video lại cái màn hình này. Và các bạn đang xem, phải không ạ? Đây là mình đang quay video. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái phần mềm rất là hay, đó chính là phần mềm quay video, được chưa? Đây là phần mềm nó giúp cho các bạn là cách quay lại cái video màn hình của các bạn, điện thoại của các bạn. Và hiện tại mình cũng đang sử dụng để quay video. Đó chính là phần mềm gì? Đó chính là phần mềm AZ Skin, được chưa? Record. Và bây giờ mình sẽ vào trong cái phần mềm này. Các bạn sẽ trước tiên các bạn phải vào phần CH Play. Muốn vào CH Play các bạn phải vào CH Play, sau đó download. Bây giờ mình sẽ download là AZ Screen Recorder, được chưa? Và mình đã tải về rồi, được chưa? Thì phần mềm này ấy, nó có hơn 10 triệu người sử dụng, 10 triệu người sử dụng Đây là bộ phần mềm giúp các bạn Skinner lại rất là hay. Nó có các tính năng như sau. Bây giờ mình sẽ... Nó có rất nhiều các tính năng rất là hay, được chưa? Mà mình cũng rất hay thích sử dụng cái phần mềm này. Đấy. Và các bạn chỉ cái việc như thế này và các bạn chạy luôn. Và các bạn sẽ open thì nó sẽ mở luôn, được chưa? Và tí mình sẽ hướng dẫn với các bạn. Và hiện tại nó đang quay ấy, thì các bạn cũng có thể dừng lại, được chưa? Thì các bạn đang quay thì các bạn cũng có thể dừng lại. Dừng lại hoặc là nhấn vào chữ tạm dừng ở đây và nhấn vào chữ stop, được chưa? Được chưa? Đấy, đây là bộ công cụ rất là hay giúp các bạn quay lại cái video của bạn ở độ phân giải HD, Full HD hay là 2K, 4K tùy các bạn, tùy cái chất lượng máy của các bạn có hỗ trợ hay không.